Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tiêu đề Chiêu bài mới của ISIS ở châu Âu. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn và quan chương trình bày. Thưa quý vị, cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo ISIS tuần trước ở Bỉ đã cho thấy một thực tế rằng ISIS đang xây dựng một mạng lưới khủng bố rất tinh vi, vượt xa cả nhóm Al-Qaeda trước đây. ISIS bây giờ thậm chí còn có đủ khả năng để có thể làm thức tỉnh những đối tượng chiến đấu tiềm ẩn mà giới cảnh sát và an ninh không thể ngờ tới chúng đã chọn một thời điểm hoàn hảo và ngay khi châu Âu vừa hoan hỷ thở phào trước việc bắt được Salah Adeslam là một kẻ trong vụ tấn công ở tại Paris của nước Pháp, thế giới cứ ngỡ rằng việc chống lại ISIS là trong tầm tay. Thì vụ tấn công ở Brussels của nước Mỹ giống như là một gáo nước lạnh được ném thẳng vào mặt của châu Âu và phương Tây nói chung. ISIS đã cho châu Âu một lần nữa bàng hoàng trong những nỗi đau và sự sợ hãi. Trước đây, ISIS tấn công Paris bởi chúng nhìn thấy được nước Pháp là một con cờ trọng yếu. ISIS xác nhận rằng nước Pháp là một điểm nhạy cảm ở tại châu Âu, nơi chúng biết rằng chủ nghĩa bài xích và chia rẽ có thể dễ dàng được nhân rộng và gia tăng thù hận. ISIS hân hoan bởi vì những chia cắt, những sự sợ hãi, những sự phân biệt chủng tộc bài ngoại đang diễn ra, và chúng biết sẽ có nhiều hơn nữa những quả bom sẽ dội xuống lãnh địa của ISIS. Nhưng đó không thành vấn đề bởi vì chúng không sợ chết và lần này thì cũng là một địa điểm hoàn hảo khác. Brussels là thủ đô của châu Âu, trái tim của châu Âu, trụ sở của hàng loạt các tổ chức quan trọng của EU và NATO. ISIS muốn chứng tỏ rằng Brussels dù đã được cảnh báo nguy cơ khủng bố từ hàng tháng trời trước đây, dù được tăng cường an ninh bảo vệ khắp thành phố, thì vẫn không thể ngăn được những cuộc tấn công tự sát của nhóm khủng bố ISIS. ISIS muốn cho châu Âu thấy chúng có thể đặt chân tới bất cứ nơi đâu, hủy diệt bất cứ nơi nào chúng muốn. Và hơn hết, ISIS có những chiến binh thánh chiến, sẵn sàng chiến đấu và nổ bom cảm tự ở bất kỳ đâu. Và giờ đây thì chúng ta phải đối mặt với một sự thật mới, những mối đe dọa không còn giới hạn trong số các cá nhân hay là đối tượng được biết tới bởi cảnh sát hoặc đã có trên danh sách truy nã, mà còn xuất phát từ những kẻ trong bóng tối chưa được biết tới và ngay cả những chiến binh thánh chiến tiềm ẩn trong lòng của châu âu chưa hề được xác định bởi các quan chức và tất cả đều có khả năng tấn công. Điều này cho thấy rằng những kẻ đứng sau tổ chức khủng bố này thể hiện những cách nhìn xa trông rộng đáng ngạc nhiên. Và đây là một khía cạnh mới mà chúng ta trước đây đã đánh giá thấp ISIS. ISIS đã và đang tìm kiếm và đào tạo những chiến binh tiềm ẩn ở châu âu để phục vụ cho mục đích sâu xa của chúng và những chiến binh trong chính lòng xã hội châu Âu có thể tấn công bất cứ lúc nào mà không ai ngờ tới. Và chính điều này là một sự nguy hiểm vô cùng, bởi vì một khi ISIS khiến cho phương Tây tin vào điều này, thì điều đó có nghĩa là bất cứ một người gốc Hồi giáo nào sống ở phương Tây, và đặc biệt là châu Âu, sẽ có thể trở thành một phần tử khủng bố hay là trở thành một chiến binh thánh chiến cho ISIS. Nhận định này tuy sai lệch, song lại dễ được cho là hiển nhiên sẽ khiến cho cộng đồng phương Tây sợ hãi và dần xa lánh những người nhập cư Hồi giáo. Và lỗ hổng rạn nứt với những va chạm văn hóa trong lòng xã hội của phương Tây vốn chưa bao giờ thu hẹp lại. Giờ đây chỉ càng lớn dần ra, lớn đến mức chưa từng thấy. Đó chính là những gì mà ISIS đang muốn. ISIS biết những gì đang diễn ra ở phương Tây. Và ISIS biết người phương Tây sợ hãi điều gì. ISIS muốn người phương tây đang nhìn thấy hình bóng của khủng bố ở từng tiến đồ hồi giáo sống cạnh họ và chiến lược của nhà nước hồi giáo là phân cực xã hội phương tây và chúng hy vọng rằng các cuộc tấn công tàn bạo nhân danh đạo hồi sẽ gây nên các phản ứng thái quá từ các chính phủ của châu âu để chống lại những người hồi giáo vô tội và qua đó thì càng gây ra cách rạn nứt và văn hóa và làm cô lập và cực đoan hóa cộng đồng người hồi giáo trên khắp châu lục Điều này có thể bao gồm việc đưa người Hồi giáo tại châu Âu tới chung vào vòng tình nghi hay là hạn chế những quyền cá nhân của họ. Và chúng muốn rằng các cộng đồng khác không thể chung sống cùng Hồi giáo nữa và chúng tìm mọi cách để chứng minh và để biến điều đó thành sự thật. Những hình ảnh từ Đức của những người dân chào đón đoàn người tị nạn chỉ làm cho ISIS khó chịu. Và sự gắn kết và bao dung, nó không phải là những gì mà quân khủng bố ISIS muốn thấy nhà nước Hồi giáo đang mong đợi sự hèn nhát và hành sự thái quá của chúng ta. Và tham vọng cuối cùng của chúng là gây ra một cuộc đụng độ giữa các nền văn minh của phương Tây và thế giới Hồi giáo. ISIS vẫn đang tiếp tục muốn biến châu Âu thành một con mồi bị kích động vì tổn thương, sẽ phản ứng và gây nhiều chia rẽ hơn nữa trong chính lòng của châu Âu. Nhiều chính trị gia và chuyên gia bình luận ở tại châu Âu sau loạt tấn công khủng bố ở Brussels lại khẳng định rằng chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh tuy nhiên cách diễn đạt đầy nguy hiểm lại trực tiếp làm lợi cho chính isis mục đích của isis là nhằm để người theo đạo hồi giáo tin rằng phương tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại hồi giáo chứ không chỉ là một nhóm khủng bố isis không giấu giếm các mục tiêu chiến lược của mình người hồi giáo ở châu âu sẽ bị bắt bớ sau các cuộc tấn công khủng bố và nhiều người hồi giáo không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia đội quân của isis vì thế phản ứng của các nền dân chủ châu Âu sẽ quyết định liệu kế hoạch tạo ra sự hoài nghi, chia rẽ ở châu Âu của ISIS có thành công hay là không. ISIS đang đặt cược rằng những vấn đề của châu Âu như là sự hội nhập của người tị nạn Hồi giáo, việc mất dần bản sắc dân tộc, biên giới mở và tình trạng an ninh lỏng lẻo sẽ ngày càng nghiêm trọng. Và các tổ chức này cũng tin rằng tình hình bất ổn ở châu Âu sẽ dẫn tới chiến tranh, thổi bùng làn sóng, cải đạo và làm tăng sự ủng hộ đối với lại những người Hồi giáo. Và đây là ván cược mà nhiều người cho rằng ISIS sẽ thua. Nhưng rõ ràng, làn sóng bạo lực diễn ra ở châu Âu là không thể phủ nhận. Và chúng đang khiến nhiều người trong chúng ta sợ hãi và lo ngại cho tương lai của châu Âu. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề chiêu bài mới của ISIS ở châu Âu. Bài viết do trang Nguyễn Biên Sàng qua chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.